được chúng tôi những thiết kế với dạng giác vàng vô cùng đẹp mắt. Riêng phần ấn tượng thì chúng ta thấy là tôi có thể trải nghiệm trong một giấc ngủ rất là thoải mái trên một sản phẩm này bởi sự mỏng da cao cấp được chúng tôi thực hiện qua việc là mỏng da nhập khẩu. Từ nguyên liệu gỗ tốt, chất lượng gỗ tốt như thế này thì khách sẽ có ngủ vô cùng thoải mái trên một sản phẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thiết kế với một mặt bàn. Mặt bàn trung tâm thì rất là rộng rãi và thoải mái. Chúng tôi đang trưng bày một bộ trưng bày như thế này rất là xinh xắn, khách hàng rất là xinh xắn. Bộ sản phẩm này được chúng tôi làm từ gỗ cẩm lai. Một sản phẩm thì gồm có một bình dài 6 ly nhỏ. Chúng ta có thể có những buổi ly rượu nhưng với nhau sau những giờ làm việc vất vả. Mặt bàn thì được chúng tôi lựa chọn từ những nguyên gỗ rất đẹp mắt của gỗ Việt nhập khẩu. Cái thiết kế mặt bàn này thì có những cái khung như thế này đem đến sự thoải mái và linh kiện cho người sử dụng. Mặt bàn có thể rộng rãi và thoải mái như thế này, khách sẽ có những phòng ngủ tiện nhỏ bên gia đình. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách đó chính là hai cái đơn ngày hôm nay trong một sản phẩm. Hai cái đơn được thiết kế rất đẹp mắt, chúng ta sẽ xem nó sẽ đẹp mắt như thế nào nhé. Cũng biết là hiện tượng là một trong những cái hiện tượng thần thọ rất là được mọi người yêu mến, đó chính là việc chạm lên những cái nhân mã như thế này đem đến sự phong thủy một cách tối đa và thực hiện cho quý khách. Riêng những người muốn nghiêng về những phong cách cổ xưa thì họ thường thích hướng về những cái gì đó rất là xa xưa, thì bên cạnh đó là chúng ta việc chọn cho mình một bộ sản phẩm với thiết kế hay nhân mã sắc nét bên cạnh đó và giấc vàng như thế này sẽ đem đến cho quý khách một sự thoải mái tối đa. Cái đơn thì được chúng tôi thiết kế với khoảng không gian khá là rộng rãi và thoải mái, bên cạnh đó vẫn được chúng tôi bọc da nhập khẩu cao cấp đem đến sự thoải mái và tiện dụng cho người sử dụng. Bộ sản phẩm thì gồm hai cái đơn vẫn được thiết kế đồng điệu với nhau, vẫn được là chúng tôi bọc da trên cái nền là đường viền là ép vàng đem đến sự thoải mái và tiện nghi cho khách. Theo cùng thiết kế chúng tôi sẽ giới thiệu đến khách đó chính là hai chiếc bàn mắt của bộ sản phẩm rất là đẹp mắt. Bàn của chúng tôi phủ một lớp kính khá là dày với là trồng kia và rất là đẹp, và bên cạnh đó còn được chúng tôi thiết kế với ba chiếc nhẫn kim hồng để xem một dòng sản phẩm khá là độc đáo cho khách. Tại trên mặt bàn thì chúng tôi trưng bày một hoạt động hoa có thể trưng bày thêm để làm mới không gian của điện mình, và tôi giới thiệu thêm đó là một chiếc bàn nắp thứ hai của sản phẩm nhé. Và đây chính là chiếc bàn nắp thứ hai của bộ sản phẩm, vẫn được chúng tôi thiết kế với ba chân là nhẫn kim hồng đi kèm với một mặt bàn tròn khá là đẹp mắt. Bộ sản phẩm thì được thiết kế với hai mặt bàn như thế này chứa được rất là nhiều loại hoa, rất là xinh đẹp và tạo thêm không gian tươi mới cho không gian của gia đình bạn. Và kính thưa quý khách, chúng ta sẽ trở lại với chiếc đẩu dài của bộ sản phẩm nhé. Chiếc đẩu dài thì rất là thoải mái, bên cạnh đó còn được chúng tôi kèm những chiếc gối với những loại tiết và chi tiết như thế này thì rất là xinh xắn, sẽ đem đến một sự bừng sáng trong không gian phòng khách của gia đình bạn. Còn chừng chờ gì nữa mà không hãy gọi nhanh tay với chúng tôi với số điện thoại là 0914 178 145 gặp Quyên, 0907 233 601 gặp Quyên Ngân để được chúng tôi tư vấn.